ta là tay lửa địch có tiếng của Mỹ. Năm 16 tuổi mạo danh phi công bay hơn 3 triệu km, đi du lịch miễn phí hơn 20 quốc gia và hơn 50 tiểu bang khác nhau. Giả danh bác sĩ lại còn làm trưởng khoa, giả danh luật sư lại còn trở thành trợ lý cho công tố viên trưởng của tiểu bang. Đáng kinh ngạc hơn là anh ta còn giả làm trái phiếu lừa hơn 4 triệu đô la Mỹ. Khó để tưởng tượng anh ta chỉ dùng có 3 năm để hoàn thành chỗ sự nghiệp vĩ đại đó. Anh ta chính là nam chính tên Frank Abagnale. Vốn dĩ nam chính có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, điều kiện không tồi, cha mẹ hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Nhưng vì sự khó ngờ, gia đình phá sản, họ phải chuyển từ căn hộ hào nhoáng xuống căn hộ bình dân. Nam chính cũng phải chuyển trường, nhưng ngày đầu đi học đã bị một tên béo bắt nạt. Tới lớp học, tên mập lại cười nhạo cậu giống một ông thầy giáo tới dạy thay. Frank lúc đó không bị nổi tức, thầm nghĩ nếu mày nghĩ tao là thầy giáo, vậy tao sẽ làm thầy giáo cẩn thận dạy dỗ mày. Sau đó cậu liền quay người viết lên bảng tên của mình, sau đó liền giả danh làm thầy giáo dạy thay. Người tên mập lên bảng trả bài, tên mập này vậy mà bị hiểu rồi, sao mình hình vậy chứ. Lúc này giáo viên thật tới, nam chính không hề hoảng loạn, dùng hai ba câu liền lừa được cô ta. Như vậy cậu ta giả làm thầy được 2 tuần, không chỉ dạy học ra bài tập, cậu ta còn chuẩn bị đưa nhóm học sinh tới công trường thực tế. Tên mập đáng thương bị đày 2 tuần cuối cùng cũng phục, nhưng cuối cùng sự việc cũng bị bại lộ. Hiệu trưởng đem sự tình nói với phụ huynh của cậu, nhưng cha mẹ không trách mắng, lại còn khen cậu thông minh. Cậu nghe xong thì rất vui mừng, nhưng rất nhanh cậu không cười nổi nữa. Ngày nọ, luật sư tới tìm và hỏi cậu muốn sống với ai. Cậu hiểu ra, thì ra cha mẹ đã thỏa thuận ly hôn. Tâm hồn yếu đuối của cậu cũng vì chuyện này mà tan vỡ. Không tiếp nhận hiện thực, cậu bỏ chạy khỏi nhà. Nhưng lúc này cậu chỉ là đứa nhóc, không có kinh tế, không có năng lực. Cậu liền nghĩ tới chuyện lừa tiền. Xem lại thì chỉ có giả làm thầy giáo là chuyện mang lại tự tin cho cậu. Nói là liền làm, cậu liền ngồi làm giả chi phiếu, cầm lấy chi phiếu này đi vào ngân hàng đổi tiền, nhưng đều thất bại. Cậu ta chán nản rồi đi tới ngân hàng khác, rồi nghĩ làm cách nào. Bỗng cậu thấy một phi công. Chàng phi công này đang nhiệt tình chào hỏi một cô tiếp viên. Điều lợi hại hơn nữa đó là khu đó toàn dành cho người nổi tiếng ở. Cậu đứng nhìn một hồi, trong lòng nảy ra một ý nghĩ to gan. Sau đó cậu giả làm phóng viên, tới đó nghe ngóng, tìm hiểu những tư liệu liên quan tới phi công. Không nói tới những thứ khác thì năng lực của cậu rất đỉnh. Cứ như thế mà cậu có được các thông tin, lại còn lấy được một vé bay có thời hạn. Cậu ta gọi điện tới hãng hàng không thuận tiện lừa được một bộ đồng phục. Bạn nói xem, nhìn người thì nhìn vào quần áo đầu tiên, có thêm bộ đồ này. Cậu tự tin bước trên đường. Cậu ta chiếm mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, nhưng cậu lại không có tiền chi tiêu hàng ngày. Cậu ta liền đến ngân hàng đổi cái chi phiếu giả kia. Dựa vào thân phận hiện nay, không chỉ không bị người ta nghi ngờ, còn dùng thân phận này mà đổi giá chi phiếu lên gấp 3 lần bình thường. Cậu biết điều này liền vui mừng không ngớt. Cậu liền có suy nghĩ ngụy tạo chi phiếu của hãng hàng không. Cậu ta bắt đầu mua mô hình máy bay, lấy hình biểu tượng trên đó dán lên chi phiếu giả của mình. Rất nhanh, trình độ lừa của cậu lại lên một bậc. Cậu mạo danh phi công miễn phí bay lượn trên trời. Sau đó cậu làm quen với một cô tiếp viên. Lúc này cậu như một chú chim khổng tước xoài đuôi, nhưng cậu vẫn chưa hài lòng. Cậu lại cố ý trêu đùa một cô gái tiếp viên khác. Cô gái liền bị vẻ bảnh bao của cậu thu hút chế ngự. Vậy nên chẳng cách nào từ chối cậu. Vậy nên cô nói cho cậu nghe một vài bí mật về máy đánh chữ, mà những điều này đều là cậu muốn moi từ cô. Hiểu được sự bí ẩn của máy đánh chữ, cậu liền mua một vé học nghiên cứu. Giấy không gói được lửa, rất nhanh cậu đã bị FBI để ý. FBI phát hiện có một người đã lợi dụng lỗ hổng của chi phiếu mà rút ra một khoản tiền lớn. Bên này nam chính đang dự định tặng cha một chiếc xe, hy vọng cha có thể theo đuổi lại mẹ. Suy cho cùng thì cậu vẫn chỉ là đứa nhóc, lúc nào cũng muốn cứu vớt lại gia đình đã đổ vỡ. Dựa vào manh mối điều tra viên rất nhanh đã tìm ra khách sạn Frank. Anh ta cầm súng xông vào. Cậu ta lúc này không hề hoảng loạn mà đón tiếp. Cậu không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn nói bản thân cũng tới đây điều tra. Điều tra viên đòi xem giấy tờ để chứng minh thân phận cậu ta. Frank liền lấy ví tiền đưa cho tên điều tra viên. Đợi đúng lúc hắn ta định mở ví kiểm tra giấy tờ, Frank vừa quay người vừa chỉ xuống dưới nhà, nói với tên điều tra viên người hắn theo dõi đang bị đưa đi. Điều tra viên cũng bị thuyết phục, lại còn đưa một số chứng cứ mà mình điều tra cho cậu xem. Frank xem xong nói muốn đem hết bằng chứng này đi, lại còn muốn điều tra viên ở lại bảo vệ hiện trường. Cứ như thế, cậu ta biến mất trước mặt điều. Cậu ta rời đi, lúc này gã mới mở ví tiền ra xem. Kết quả bên trong chẳng có một chút giấy tờ gì, toàn bộ đều là giấy quảng cáo. Lúc này mới biết bản thân bị đùa bỡn. Anh ta trở về FBI, tăng cường truy bắt nam chính, nhưng chẳng hề có tiến bộ gì. Frank may mắn thoát khỏi lần đó đang ngồi xem báo chí đưa tin về mình. Báo viết anh ta là rêu bông trên bầu trời. Điều này chẳng hề dọa sợ cậu, lại tăng cho cậu thêm tự tin. Cậu ta nghĩ, mấy người nghĩ là tôi, vậy thì đúng là tôi. Cậu ta sửa soạn như một quý ông, soi mình trong gương. Cậu ta thấy mình quá mức hào nhoáng, giống như điệp viên 007. Đêm đó, cậu gọi điện cho điều tra viên của FBI, chủ động nói với hắn ta mình đang ở phòng 3113 của khách sạn. Anh ta liền nghĩ Frank đang đùa giỡn. Anh ta lại đoán một tên lừa gạt sẽ không bao giờ nói lời thật lòng với ai hết. Câu nói này như sợi lông gáy ngứa vào nội tâm Frank. Cậu ta liền cúp điện thoại. Frank rời khỏi phòng, còn điều tra viên thì không ngờ cậu ta nói thật. Không lâu sau, điều tra viên tới quán cà phê, nghe anh ta miêu tả. Anh ta bắt tay vào điều tra những đứa trẻ bỏ nhà. Rất nhanh liền xác định được thân phận của Frank. Tìm thấy nhà mẹ cậu ta, nói với bà rằng con trai bà dùng chi phiếu giả lừa tiền. Mẹ cậu liền nghĩ con trai mới 17 tuổi chắc chưa lừa bao nhiêu tiền. Bà liền nói muốn trả chỗ tiền đó. Kết quả mới biết con trai 1.3 triệu đô la Mỹ. Nam chính lúc này tới bệnh viện thăm bạn. Cậu gặp một cô y tá đang yêu, tâm liền nổi lên yêu thích. Cậu ta tiếp tục giả mạo bằng tốt nghiệp lại còn là bằng được trao bởi trường có tiếng. Sau đó cậu tới nơi tuyển dụng, vì thế thuận lợi mà làm bác sĩ, lại còn làm trưởng khoa. Một bên công việc, một bên yêu đương. Hôm đó có một bệnh nhân tới, nhìn thấy vết thương, cậu ta hoảng. Cậu ta đâu biết trị bệnh đâu, không có cách nào tiếp nhận. Cậu ta giao trách nhiệm cho bác sĩ khác, mình thì chạy vào nhà vệ sinh nôn. Hóa ra giả mạo bác sĩ so với tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Bên này, FBI tìm tới bố của Frank, đàm phán với bố cậu. Lúc định rời đi, lại vô tình thấy địa chỉ của Frank. Hôm đó, Frank tới nhà của nữ y tá dùng bữa. Cậu phát hiện bố mẹ của bạn gái là luật sư. Thói quen lừa bịp của cậu nổi lên. Cậu lại nói mình cũng từng là luật sư. Nhưng bố bạn gái trực tiếp bóc trần lời nói càu cậu. Cậu nói với bố của cô gái, con chẳng có gì trong tay cả, con chỉ yêu con gái của bác. Bố cô bé bị cậu làm cảm động. Ông ấy cậu lãng mạn giống ông ta, lại còn để cậu làm trợ lý của ông ta. Sau đó, Frank xem TV và bắt chước dáng vẻ một luật sư nên có. Cậu thấy gia đình người yêu hạnh phúc liền nổi lên suy nghĩ rửa tay bắt kiếm. Cậu muốn kết hôn cùng cô. Cậu dự định dùng hôn lễ này tới thuyết phục cha mẹ. Nhưng cậu lại biết cha mình tái hôn, tâm trạng cậu đau khổ. Cậu gọi điện cho FBI nói mình không làm kẻ lừa đảo nữa vì sắp đính hôn, xin họ bỏ qua cho hắn, đừng truy bắt nữa. Nhưng lúc này cậu đã lừa hơn 4 triệu đô. FBI làm sao có thể bỏ qua cho cậu. Vào lễ đính hôn của cậu, điều tra viên tìm tới đây. Frank sợ hãi chạy về phòng, lấy vali ra, chẳng kịp nói rõ tình hình với bạn gái, liền mang vali chạy khỏi. Nhưng cậu hẹn cô 2 ngày nữa gặp mặt tại sân bay. Hôm đó cậu tới phi trường nhìn thấy người yêu chuẩn bị xuống xe, thì phát hiện FBI đang giữ người. Nhưng nam chính là thiên tài lừa gạt kia mà, sao có thể làm khó được cậu ta. Cậu ta liền giả làm một trong 8 nữ tiếp viên tới lớp học. Sau đó bỏ tiền thuê một người trang phục phi công tới sân bay, dùng kế điệu của Huy Sơn, con mình thì trả trộn vào đám tiếp viên ngồi máy bay bỏ trốn. Cái khác không nói nhưng nam chính đúng là người có mệnh đào hoa. 7 tháng sau, những tấm sách cậu làm ra đã đạt tới trình độ thật giả lẫn lộn. Điều này khiến điều tra viên đau đầu, anh ta phải tìm tới chuyên gia về chi phiếu. Chuyên gia cho rằng kỹ thuật của bản thân không thể làm ra được loại này, chỉ có ở Đức và Pháp mới làm được. Nghe nhắc tới Pháp, lần trước tới nhà mẹ của nam chính, bà ta nói vợ chồng bà ta gặp nhau ở Pháp. Dựa vào chút manh mối này, ông ta liền nghi ngờ Frank đang ở Pháp. Ông ta liền tới Pháp mai phục. Quả nhiên ông ta tìm thấy cậu ở Pháp. Thấy ông ta cậu không hề sợ hãi mà cực kỳ vui mừng. Quả nhiên là cậu. Ông ta nói với cậu, cậu đã bị bao vây, nếu dám chạy trốn sẽ bị bắn. Nhưng cậu không tin, định đẩy cửa chạy trốn. Ông ta hét lên bọn họ sẽ giết cậu mất. Cậu ta liền chọn lựa tin tưởng viên thanh tra, tay đeo còng. Ra ngoài cậu mới biết hóa ra chẳng có cảnh sát nào cả, mình đã bị lừa. Hóa ra thiên tài lừa bịp cũng có lúc bị lừa. Nhưng lúc này cảnh sát Pháp tới bắt cậu đi. Vài tháng sau, thanh tra dẫn độ cậu về nước. Cậu từ miệng thanh tra mà biết bố đã mất. Khó chấp nhận sự thật, cậu hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh khóa lại. Lợi dụng địa hình mình biết rõ, cậu ta chạy mất. Cậu ta chạy về nhà mẹ, thấy được mẹ cùng một người khác có một gia đình mới hạnh phúc, lại còn có thêm một bé gái. Cậu không vào làm phiền mẹ. Lúc này cảnh sát mang theo người tới bắt cậu. Tâm trạng cậu lúc này đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu ta chủ động tới đầu, tôi nghĩ lúc đó nam chính đã chẳng còn gì bận lòng. Bố mất, mẹ xây dựng hạnh phúc mới. Còn cậu bị án 12 năm tù. Lễ Noel của vài năm sau, viên điều tra kia tới thăm cậu mang theo cả tấm chi phiếu giả kia. Tinh thông làm giả chi phiếu cậu vừa nhìn liền phát hiện ra vấn đề, liền nói ra thân phận người làm giả. Phát hiện ra năng lực phân biệt của cậu, ông ta đề nghị cậu giúp đỡ tìm ra những kẻ phạm tội làm giả. Về sau có sự bảo đảm của viên thanh tra kia, cậu được điều tới phòng chống tội phạm làm việc. Nhưng cậu không muốn cuộc sống như vậy, cậu muốn tự do. Sau đó cậu tiếp tục mặc đồ phi công định bỏ chạy. Lúc này người cảnh sát kia tìm ra cậu, nhưng lần này ông không cản cậu. Ông ta tin cậu không phải cậu nhóc ngày trước nữa. Một tuần sau, quả nhiên cậu lại tìm về. Phim tới đây là hết rồi. Phim dựa theo chuyện có thật, Frank Abagnale cũng không phải nhân vật hư cấu. Cậu ta tên Frank. Cậu ta nghiên cứu ra loại chi phiếu chống giả mạo mà bây giờ ngân hàng thế giới và các doanh nghiệp đều sử dụng. Mỗi năm thu về hàng trăm triệu đô tiền bản quyền. Bộ phim này nói về sự thay đổi quan trọng trong cuộc đời của Frank. Anh ta có sự hiểu biết và can đảm, có tính tình điềm tĩnh cộng với trí thông minh nhanh nhạy hơn người. Nhưng lúc đầu anh ta lại dùng sai tài năng của mình. Anh ta lợi dụng sự sơ hở của chi phiếu lừa lấy tiền tiêu xài. Cảnh sát mất một thời gian dài không làm gì được anh ta. Sau này lãng tử quay đầu vàng không đổi, Frank hiểu được chân lý của cuộc đời. Cuối cùng cũng cải tà quy chính, trở thành người cống hiến đóng góp cho xã hội. Thật ra, người như Frank quanh chúng ta rất nhiều. Nếu như không được dìu dắt, anh ta sẽ như con dao sắc nhưng không có ích. Đứng trước những hoàn cảnh khác nhau, bạn sẽ trở thành kiểu người như thế nào? Bình luận bên dưới cho tôi biết với nhé.